Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu xe SUV 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Đó chính là chiếc xe Ford Everest. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Ford Everest phiên bản 2.5 máy dầu bản Limited số tự động đấy ạ. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe để thấy được sau 9 năm sử dụng thì chiếc xe này nó chất lượng nó còn ra làm sao, máy móc như thế nào. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Sau đó thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe cũng như về cái phần động cơ ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 455 triệu đồng. Thưa với quý vị và các bạn, tôi đang chào bán với giá là 455 triệu đồng, có bớt cho quý vị và các bạn ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm thì xin mời quý vị và các bạn hãy đến cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video của chúng tôi ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên chúng ta cũng tìm hiểu về cái cánh cửa bên lái đã. Đây là cái ốc bản lề này. Tất cả về cái ốc bản lề này là còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Tôi sẽ quay sát cho quý vị và các bạn xem đây. Ốc bản lề còn nguyên bản này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn ạ. Và cái vô lăng cần số này, ghế da này, xe cũng đã được trang bị ghế da rồi. Và đồng hồ công tơ mét đây quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 9.6 km rồi. Đầu CD này nguyên bản theo xe này vẫn còn nguyên ạ. Cần số thì rất là đẹp ạ. Táp mi, táp lô rất là đẹp, rất là mới luôn đấy. Và đây là cái táp mi cửa sau bên lái ạ. Rất là đẹp luôn. Keo chỉ cũng còn nguyên bản, ốc bản lề cũng còn nguyên hết ạ. Nội thất là rất là mới rồi. Nội thất rất là mới luôn đấy ạ. Trần cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ đấy quý vị các bạn. Nhất là những cái phần nhựa này, quý vị các bạn thấy chưa? Phần nhựa này nó rất là mới này. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Tất cả là những cái phần nhựa này rất là mới này. Sạch sẽ và đẹp đẽ lắm ạ. Xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2011 đấy ạ. Phiên bản Ford Everest ạ. Ford Everest là cái phiên bản Limited 2.5 máy dầu ạ. Đây là cái phần nội thất ở khoang sau. Quý vị và các bạn xem về cái cánh cửa sau đây ạ. Phần nhựa rất là mới, rất là đẹp luôn đấy. Phần trần này, trần rất là đẹp luôn đấy, sạch sẽ đẹp đẽ. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới rửa dọn qua loa đi thôi, là đem ra đây quay cho quý vị và các bạn. Cho nên là nó hơi bẩn một chút nhé. Đây là cái phần, cái tấm này là cái tấm lót thêm ạ. Chứ còn phần nhựa đây quý vị và các bạn thấy nhé. Phần nhựa nó rất là mới này. Phần nhựa của xe ấy rất là mới, rất là đẹp luôn này. Tất cả những cái phần nhựa này rất là mới. Và thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản 7 chỗ thì chiếc xe Ford Everest này rất là rộng rãi. Với hàng ghế sau chúng ta có thể gập được lên như thế này. Nếu như không chở người thì chúng ta lại chở đồ, rất là rộng ạ.
Và đây là cái tab bi cửa sau bên phụ ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn, rất là mới luôn này, keo chỉ còn nguyên này. Tab bi cửa trước bên phụ keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Nội thất nguyên bản luôn ạ. Xe đã lăn bánh được 9 vạn km rồi, cho nên là đây là cái dàn lốp thứ hai quý vị các bạn nhé. Dàn lốp thứ hai và còn dày như này đây ạ. La răng thì rất là khỏe rồi, la răng lúc 6 cánh ấy, rất là khỏe. Dàn lốp rất là mới, rất là đẹp ạ. Và xe cũng đã được trang bị cho là một cái động cơ 2.5 lít, động cơ diesel đấy quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Tôi cho quý vị và bạn xem từ cái ốc cabo đây này. Keo chỉ cabo này. Cabo rồi keo chỉ cabo này. Ốc 2 này. Ốc 2 này. Ốc mặt máy này. Tất cả là còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Máy móc nguyên bản này, không tai nạn, không ngập nước. Rất là mới luôn. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về là chúng tôi không có dọn dẹp gì đâu quý vị các bạn ạ, cho nên nó vẫn còn bẩn nha. Bẩn so với những chiếc xe chưa dọn dẹp thôi, chứ còn nó còn rất là mới và rất là sạch sẽ. Còn sạch chán so với những chiếc xe chưa dọn đấy. Tất cả còn rất là đẹp luôn, nguyên bản luôn ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Everest 2011 2.5 máy dầu Limited này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Everest này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Có lẽ xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.